Nhân vật chính đây. Chào em yêu Thu Hương, chào Hiển nha. Hôm nay là sinh nhật cô Ca 8 tuổi nè, cô Ca Sơn Lâm. Đây hello nè. Hôm nay là sinh nhật cô Ca 8 tuổi. Dạ chị Linh. Chuồng ốc đang chơi ở vườn bia của ba chú rùa. Nói chung là tiệc hoài mời mọi người ngại lắm. Sinh nhật hoài miết à, tiệc tùng nguyên năm luôn. Tiệc tùng gọi là sinh nhật chỉ là cái cớ. Rồi chứ cũng chỉ có gia đình với bạn thân thôi, với hàng xóm thôi. Có nhiều đó. Dòng dòng mà tổ chức tiệc miết luôn. Cảm ơn cô Ngọc Tuyền Lưu. Chào anh Hoàng Mập, Hoàng Minh Bùi là Facebook của anh Hoàng Mập đúng không ạ? Ngon. Có cái bánh kem này là các cô ở Ốc Mama tặng nè. À, bánh kem. Bánh kem của Ốc Mama tặng cô Ca đây. Dạ, cảm ơn cô Uyên Tết, Cao Phúc Trà Giang, hello. À, và có bánh kem của công ty du lịch quốc tế Việt Á nữa. Thank you, chú Khang Trương. Cảm ơn Đắc Tiến nha. Mà ba chỉ đùa cách bánh kem nó vô tủ rồi. Tại vì chắc là đi từ chiều tới giờ nên bánh kem nó hơi mềm chút xíu. Ba chỉ đùa cách vô tủ rồi đây. Ba đứa đây, ba em đây. À quên, để làm cho bạn gái trước rồi làm bước đúng không? Đang chờ mọi người đến. Không, sinh nhật của mình phải lựa chọn. My Nguyễn nói rồi, hẹn chi nãy giờ bà hình đặng bà đi chọn quà kỹ lưỡng để đến sinh nhật bạn cô Ca. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng Mập rất là nhiều. Nguyễn Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn bác Hoàng. Sinh nhật lớn quá. Huy Gia, Thủy Trung. Có chú Hề. Chú Hề ở đây để phục vụ mấy bạn. Cô Ca, cô Ca. Mọi người hỏi thăm cô Ca quá trời luôn. Cây đinh ba của ông mua điểm cả nè. Chúng ta ngồi đây mọi người hỏi thăm con quá trời nè. Tiệc này là ba chí rùa với lại mấy cô chú nước mình bia trang trí cho con đó. Còn tóc là sáng nay chú chú ba cắt. Còn ba tạo kiểu cho nè. Đó, thấy bánh tẩn châu à. Ui, chào Võ Phương Thảo, Nguyệt Lê, Võ Hồng Kiệt, cảm ơn đi. Mọi người chúc mừng sinh nhật con á. Chúc bé Xuân Lâm sinh nhật vui vẻ. Kể cảm ơn Sang Trinh. Lớn lắm rồi, thanh niên rồi, thanh niên của mami rồi. Thì Hùng đã gặp cái này. Thanh niên, chạy trai. Thảo Thanh, Ngọc Chi. Trời ơi, Ngọc đá. Kìa, con nói con cảm ơn. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn các bạn. Trời ơi, sinh nhật mình mà. Đâu phải em bé đâu. Làm người lớn thấy coi, làm người lớn thấy coi, làm người lớn thấy coi. Nè, bắn người lớn. Hết rồi kìa. Ê, ba, hôm nay là ba. Bye bye. Bạn đi chơi, ba tạo kiểu tóc á. Ba mới dựng cái cách tóc sẵn này á. Chào bé Quyên, Thảo Trương. Dạ, cảm ơn cô. Mọi người mà ghé vườn bia là sẽ gặp nguyên chuồng ốc ở đây bây giờ. Nói chung là sinh nhật hoài à, bây giờ ốc cũng đang đợi. Thì cũng chỉ có những người thân nhất thôi, trong gia đình nè, bên nội, cái nhà ốc, rồi hàng xóm, mấy người bạn thân thôi. Chào Minh Thư, Nini. Dạ cô Nga Phan, cảm ơn cô đã chúc mừng sinh nhật con ạ. À. Hồng Ngáp, Thảo Trương, Xuyên Phan Thị Cẩm, cô Nga cũng là một cậu bé rất là may mắn khi con đã từng được đón sinh nhật ở rất là nhiều nơi. Cái này cũng là truyền thống của nhà ốc. Những lúc mà bé còn nhỏ quá, khi con còn bé thì em lần lượt ra đời, cho nên là cũng hơi có một chút thiệt thòi. Sinh nhật năm cô Ca 3 tuổi thì lúc đó là mommy đang có bầu em Cacao. Cả nhà đi đón sinh nhật cô Ca ở Singapore.
mà lúc đó là mami không có biết là có em Cacao trong bụng. Đến chơi ở Universal là coi như là chơi roller coaster tàu lượn siêu tốc, rồi nhảy rầm rầm luôn, rồi điệu, rồi đẩy trèo đèo lội suối. Sau đó về mới biết là có em Cacao là sinh Cabo, là nơi tổ chức sinh nhật của Ca. Lúc mà 3 tuổi cái đến 4 tuổi thì là tổ chức buổi tiệc sinh nhật với chủ đề người nhện ở trường Anh Hoa Sài Gòn, là lúc đó là ngôi trường mẫu giáo đầu tiên của cô Ca. Cái xong rồi, đúng rồi, lúc đó là La còn học chung với anh hai. Sau đó đến năm đến năm 5 tuổi thì cả nhà lại sang Mã Lai, lúc đó là đi chung với một nhóm bạn rất là thân để đón sinh nhật cô Ca tại Malaysia, lúc nhớ không? Lúc đó thì đã có em Cacao rồi. Rồi đến năm 6 tuổi thì mẹ ốc, bà ngoại, đây là bà ngoại đang ngồi phía sau đây. Đó, bà ngoại đây. Mẹ ốc, bà ngoại đã dẫn cô Ca đi sang Nhật để đón sinh nhật tại Tokyo. Là năm cô Ca tròn 6 tuổi. Mẹ cũng đưa con đi học quốc tế. Đúng rồi. Thì lúc đó là đi cùng với du lịch quốc tế Việt Á là có cô Minh Nga, lúc đó có bác Dương Trần Tiến nữa là sếp của công ty Việt Á. Rồi đến năm 7 tuổi cả nhà đã sang Úc thì đi Sydney với lại đi Melbourne và được đón sinh nhật cô Ca tròn 7 tuổi tại Sydney là vào ngày 13 tháng 6 năm ngoái, cũng là đi cùng với du lịch quốc tế Việt Á luôn. Và cũng có bác Dương Trần Tiến là cũng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con, và các bạn nhỏ được tặng kangaroo rất là đẹp. Có người bạn thân của ông tới. Hello bà yêu, có mình hôm nay có mình chi rồi mẹ ơi. Và được tặng kangaroo vẫn còn giữ tới bây giờ vì là kỷ niệm từ nước Úc. Và năm nay thì cả nhà Úc đã đi quá nhiều. Cảm ơn nha, cảm ơn chú. Đi quá nhiều, hồi tháng 3 vừa rồi thì cả nhà đã sang Mỹ bờ Đông cùng với bên Việt Á luôn, vẫn là du lịch quốc tế Việt Á. Xong rồi á, tháng 4 thì ba mẹ lại sang Hàn Quốc để chụp lại ảnh cưới. Rồi tháng 5 thì cả nhà lại quay lại Hàn Quốc cùng với tạp chí du lịch Wanderlust Tips và tổng cục du lịch Hàn Quốc. Rồi đã có một cái mùa hè đón hơi sớm tại Hàn Quốc, cũng coi như là đón sinh nhật sớm. Cho nên là bây giờ tháng 6 thì ba mẹ vừa mới đi Maldives về, cho nên không thể nào dẫn bầy con đi được nữa. Và hôm nay là sinh nhật cây nhà lá vườn tại vườn bia thôi. Đó, nói chung là cái lịch sử tổ chức sinh nhật là như vậy đó bà con. Cũng đã rất là nhiều năm và năm nào cũng cố gắng là dành những chuyến đi chơi đặc biệt, mà thường là đón sinh nhật cô Ca ở những nơi thú vị để cả nhà được bên nhau. Và sinh nhật của con là mở đầu cho một cái mùa hè rực rỡ. Chỉ có năm nay thì hơi khác lịch trình chút xíu. Hy vọng là sang năm thì lại trở lại cái lịch mà cứ đi vào mùa hè như vậy. Năm nay linh hoạt là tại vì chuyến đi dày đặc quá. Dạ, bác Hiệp ơi, cô Ca hết tóc hôm nay rất là đẹp trai. Cô Ca đang ngồi ăn nè. Ôi ôi, bong bóng của mình ra đẹp quá vậy. Đâu la khoe đi, la khoe đi, la khoe đi. Cacao, Cacao xin chào mọi người nè, Cacao. Cacao mới cắt tóc nè, 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 đến lượt Cacao khoe tóc nè. Đây, Cacao nè, sinh nhật anh hai và Cacao hưởng xoái nè. Mới cắt tóc né nè, 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 đây nè. Nó bị thắt nè, mới tỉnh lại cái đuôi chút xíu. Không có cắt đâu, mái tóc quý mà, đây, cắt ngầu không? Đây vâng mọi người, Cacao làm mặt ngầu giúp tôi coi. Ơ, không hôn này. Là con chị hàng xóm và thân đây, ca của mami. Ca đói hả con? Búp bê của bà La đó, bà đi sinh nhật bà mang theo búp bê mẹ, búp bê con luôn. Cảm ơn cựu Lam Ngân. Bình thường Nga Nguyễn, trời ơi Minh Nga, chị vừa nhắc tới em có nghe được cái đoạn mà sang Nhật với cô Minh Nga không? Em có nghe được không? Lúc đó là em yêu Minh Nga là người em rất là thân của ốc. Tại sân khấu em chuẩn bị một cái buổi tiệc tại Tokyo, chuẩn bị quà rất là chu đáo. Nói chung là ốc rất là may mắn vì được gặp và được làm việc cũng như là được có mối quan hệ với những người rất là tốt. Họ rất là yêu thương cái chuồng của ốc và yêu thương luôn cả những thành viên trong gia đình ốc. Vợ chồng mình thì không nói, là bà ngoại, nhà bố em con, là các bố em trong gia đình ốc là đều được sự quan tâm hỗ trợ và yêu thương của người dù là đi bất kỳ nơi đâu. Bà ngoại đây, còn đây là dàn mỹ nữ của
ốc mama nha các bạn. Ốc mama hôm nay xin phép về sớm mà 6 giờ đóng cửa rồi để đi ăn sinh nhật cô ta. Đó là ốc mama đó, hôm nay mẹ xì không có tham gia được, mẹ xì đi Thái Lan rồi. Vậy là không có mẹ xì. Có con kể mẹ nãy giờ ấy. Làm những thứ mẹ là gọi là phụ nữ. Đây. Đây. Người thương tôi tới rồi bà con ơi, người thương tôi tới rồi. La Vi. Em yêu tôi tới rồi bà con ơi. Tôi ngồi đây nè, cho mấy đứa nhỏ bên kia. Vui lắm. Cô La hả, cô La, tâm trạng cô La đây. Nói chung là nói chuyện được chút xíu rồi, xíu mọi người tới rồi không có nói chuyện gì nữa. Cô La đó, 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 có thầy chùm đó, đó ngồi đó. Hôm nay là cô La mặc áo Mickey giống như còn cô ta với lại cô Cao thì mặc bộ đồ rất là yêu. Một bộ đồ off-white của Anatis của cô Nguyễn Kiều. Bóng hồ rất là xe dành cho mấy bạn nhỏ. Còn đồ gia đình đó thì á, các bạn có thể mua cho cả nhà mặc giống nhau vào mùa hè, là các bạn ghé Onivy là có rất là nhiều đồ đẹp. Hôm qua ốc cũng có mua thêm để cho cả nhà mình đi chơi vào mùa hè này, còn nhiều chuyến đi chơi lắm. Sang tuần là đi Đà Nẵng rồi mọi người. Sang tuần ốc đi Đà Nẵng cũng với bên tạp chí Wonderland Tour là vừa rồi đi Hàn Quốc chung đó. Sẽ đi trải nghiệm tại Sheraton Grand Đà Nẵng. Chung là hè là ốc cố gắng đi được bao nhiêu là đi hết, chờ để cho mấy bạn nhỏ đi chơi. À còn đồ em bé thì các bạn cũng có thể mua cho các bạn nhỏ. Tại MDK là thương hiệu đồ Việt Nam thôi, nhưng mà đồ rất là đẹp với hệ thống cửa hàng nhiều lắm ở khắp mọi nơi. Thì các bạn có thể vào trong Ion Mall Bình Tân á, là có cửa hàng của MDK. Ion Mall Bình Tân Tân Phú. Thì các bạn biết hiệu đó là các bạn có thể mua ấy, đồ đẹp. Ui, con được tí trái hay con gái? Thơm Hồ Lưu Kỳ Duyên Trâm Nguyễn. Em có ở đây không vậy? Em có qua không? Let's meet Chen. Em nhớ cô ốc không ra đúng không? Dạ, dạ em. Em là ốc Thanh Vân đúng không? Dạ. Chào chị ạ. À. Lê Hà, các bạn có chị lại hẹn với em ốc Thanh Vân. Chào anh, tân yêu Đặng Văn Giang. Em đang ở tiệc sinh nhật của con em đây. Hôm nay con trai em, bé cô Ca Xuân Lâm tròn 8 tuổi ạ. Cô chú đó mà lại hỏi chúng ta cao, ủa phải cô đó là có ốc Thanh Vân mà ốc cao ông đọc luôn số điện thoại của mẹ ổng luôn bà con ơi. Cô gấu Alexis Trần tại cô ta đang bận ăn rồi với lại chơi bóng bóng rồi cho nên là mẹ đại diện nói chuyện giùm. Dạ cảm ơn Bắc Giang rất là nhiều ạ. À. Hello chị Huyền Thu. Dạ cảm ơn chị yêu Tấn Phát. Hello con, chào Đức. Hello em yêu Đức. Hello em yêu. Nini, Trà My, Hồ Hoài Linh, chào em yêu. Chị vừa mới nhận được chiếc đầm rất là xinh đẹp cho buổi quay ngày mai rồi, chị treo lên xe rồi em yêu. Vi Khánh Smile, thank you. Vi Khánh Smile, Agen Elia, Trần Lưu Thanh Kiều, Trần Anh Khoa, Thu Cúc, Nga Nguyễn. Không nhớ mà, nhắc nãy giờ mà sao không nhớ, tôi nhớ muốn chết luôn á. Tại vì do nhìn cái Facebook này thấy nó lạ lạ, tôi chưa quen mắt. Nhớ mà, Minh Nga à, chị ốc yêu em mà, em là bảo kê của chị ốc mà. Anh Tư Nguyễn Hoàng, hello. Trâm Huỳnh, Maria Lan Phương, thank you cô anh Tư Nguyễn Hoàng nha. Kể ra là có đuôi người luôn, đúng rồi Thúy Anh, có đuôi người tự nhiên luôn. Trinh NT, Lạc Hoàng Long, chào em yêu, Lưu Kỳ Duyên, Nguyễn Lâm Tình. À, chào ốc chút xíu. Dạ, dạ nguyên con luôn. Đặng Thị Thanh Thảo, chào em.
Hoàng Yến Vũ, hello Man Man, Nguyễn Hà, Xuân Phương Thảo, Nguyễn Lê, Thu Phúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào Mỹ Ngọc, Nguyễn Thịnh, con chào ngoại. Minh Nga chào ngoại kìa. Minh Nga sân khấu con, mẹ nhớ không? Nhớ. Đó, bà ngoại, bà ngoại chỉ cần nói bà ngoại chào Minh Nga là được rồi. À, bà ngoại chào Minh Nga nhé. Bà ngoại không có nhìn thấy còn kịp comment. Sao? Đồng ước, Nguyễn Thịnh, Maria Lan Phương, Lưu Kỳ Yên, Hoàng Nguyễn Gia Huy. Dạ, cảm ơn Nguyễn Gia Huy nha, Rio Đà trà nhiều comment quá, mình sẽ không đọc được. Đây là trí đùa với lại các cô chú ở vườn bia trang trí cho con. Thì cây nhà lá vườn thôi à, nói chung là tiệc cùng gia đình nào cũng lại vườn bia hết. Nên là mọi người mà muốn đặt tiệc, hội họp rồi các thể loại đội nhóm bạn, off fan, họp fan hay là giao lưu là có thể đến vườn bia. Tại vì đây là quán của chú rùa nhỏ ở ngay chân cầu Tạ Quang Bửu, chân cầu Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 nha các bạn. Mà dễ tìm lắm, các bạn đi đường Tạ Quang Bửu ngồi thấy cái cầu Tạ Quang Bửu thì chưa qua cầu, ngay phía chân cầu lên một cái quán rất là rộng. Đó, quán rộng mênh mang nên là có thể đãi tiệc cỡ lớn cũng được các bạn. Ốc vẫn còn đang đợi vài người bạn thân của mình tới nè. Mẹ Xì hôm nay không có tới được, Kim Liên ơi, mẹ Xì đi Thái Lan rồi. Sâm Vũ đang xem, Sâm Vũ là bà ngoại. Diệp trên Nguyễn Tú Thái. Ồ, nhà nội cũng chưa thấy tới nữa Ngọc. Nguyễn Đức. À, em chào anh Ngọc. Hello anh Ngọc. Không biết là Khanh có xem được không? Anh ơi, nếu không có gì thay đổi thì hè này em sang Đức, em có định là em sẽ báo cho Khanh, nhưng mà chắc là em không có kịp sang tiệc ạ. Chắc phải sang năm thì gia đình em mới có thể sang thăm anh được. Dương Triệu Vũ, trời ơi, bạn tôi, hello, hello bé Vũ. Nhớ rất là nhiều, không biết đến bao giờ mới được gặp và lại được làm việc chung với nhau nữa. Dương Triệu Vũ là một người bạn, một người nghệ sĩ ốc rất là yêu mến và làm chung với nhau vô cùng hòa hợp luôn. À, hai đứa đã có dịp làm chung trong chương trình Cuộc Đời Song Ca Nhí. Nhớ Vũ rất là nhiều, đang ở tiệc sinh nhật của con trai. Thì gia đình thôi cho nên có thời gian để sạm xì nói chuyện với mọi người một chút tại quán của nhà ốc luôn nè. Lê Thủy Trang, hello Nguyễn Út, Nguyễn Gia Huy, chị chào em, Đặng Trang, Hoàng Nguyễn Vũ, Đặng Trần, Lê Thu Phúc, Thái Ngọc, Kiều Linh, chào chị yêu, em chào chị yêu, mấy con trai em, bé Xuân Lâm tròn 8 tuổi, sinh nhật các con là liền kề nhau luôn. Nhà ốc là rực rỡ nhất là tháng 2, sinh nhật ốc với lại chị rùa là trùng ngày trùng tháng luôn. Trong tháng 2, sinh nhật bà ngoại cũng trong tháng 2, sinh nhật ca ca cũng trong tháng 2. Rồi đến tháng 4 là sinh nhật của cô La, Linh Đan. Và đến tháng 6 là sinh nhật của cô ca Xuân Lâm. Nói chung là sinh nhật liên tục quá mà. Sinh nhật chỉ là cái cớ cho những cái cùng liên hoan thôi. Tết Xuân Quang Nguyễn qua chưa? Giờ này còn coi nó đâu mất tiêu rồi, qua chưa rồi. Đã có gia đình của cô Vân Anh, là chị Đào Vân Anh á, chị diễn viên Đào Vân Anh đó mọi người chắc biết chị, mà chị cũng chung sân khấu với ốc hồi trước á. Chị có hai bé rất là dễ thương, Sista Oxy. Thảm đỏ, ok vô. Đây, thảm đỏ, ok. Hello tụi con. Đó, phải vô là phải thảm đỏ đàng hoàng. Cảm ơn chị Ngô, đây là bánh kem của em. Thảo Hương Lê, Thảo Trần, Lê Thu Cúc, chắc vui luôn đó Thảo. Đây là chị hàng xóm của ốc. Trời ốc may mắn lắm. Trời ơi, tôi nói tôi ra khỏi nhà cũ rồi mà hàng xóm tôi không buông tha mà. Không dám mời luôn, nhắn đi qua ăn dụng cái tuyệt hoài à. Nhà ốc hai tháng 6 là sinh nhật cô ca ha, cái đến tháng 8 là sinh nhật mẹ Xì là em gái ruột của ốc, tháng 10 thì kỷ niệm ngày cưới của ốc với chí rùa, cứ vậy đó. Nói chung là nguyên năm luôn, quần tới luôn. Bánh kem của đây bà Thương, bố em của cô ca. Thực ra là bà Thương là bố em của nhà ốc, là từ lúc trước khi ốc mang bầu cô ca nữa, đã gần chục năm rồi.
nhà ốc còn có cô Sáu là phụ ốc trong bà ngoại với lại bé Na. Na đây, Na thì đã làm cũng đã 6 năm rồi, từ lúc mà cô La mới sinh ra đời. Dạ cảm ơn thầy Thích Dụ Phát rất là nhiều. Ồ, dạ, đây bánh kem này là của cô Vân Anh. Cô thấy còn cái bánh kem cũng tím chảy, phải nắng nóng quá cho nên là đã để ở trong tủ lạnh rồi. À, nhà Sam, nhà Sam. Đây là nhà Sam, nhà Sam là vừa rồi là sang Hàn Quốc và chụp cho ốc bộ ảnh cưới mà đẹp lung linh á, tại Hàn Quốc vừa rồi đó. Đang livestream giới thiệu nhà Sam. Đó, nhà Sam cũng ít con lắm, cũng chỉ có 3 đứa giống mình thôi các bạn. Sam với Phương là vừa rồi đi Maldives và chụp cho ốc bộ ảnh hình rất là đẹp. Nên là nếu mà cặp đôi nào mà muốn chụp hình cưới ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, hoặc là các cặp đôi muốn hâm nóng vừa đi du lịch để mà thưởng tân trăng mật và vừa chụp ảnh đẹp luôn, thì có thể liên hệ với Sam nha. Sam Photo nha, đây là hàng xóm cũ, hàng xóm cũ ta, bé nhỏ ba đứa con. Rất là vui, mọi người bắt đầu đến đông đông rồi, chuẩn bị ao rồi đó mọi người ơi, bận tiếp khách rồi mọi người. Còn đi đông lắm, ta nói hả, con nít là ở nhà nào cũng mấy đứa cho nên rất là đông. Nó trong khi tiệc mà cũng chỉ có người thân với lại gia đình thôi đó, nhưng mà cuối cùng vẫn thành một buổi tiệc rất là đông, lý do là cho một đĩa mì, ít con thôi mà nhà nào cũng mấy đứa. Cảm ơn Lê Thu Cúc, Tuyền Thị, Tú Nguyễn, Vân Tạng, Lộc Bích, Thị Nguyễn, Thúy Diễm, Mỹ Linh Vòng. Dạ cảm ơn chị Quỳnh Nguyễn, chị Kelly Long Hồ. Cảm ơn em Lê Thu Cúc, xin lỗi em Lê Thu Cúc, cảm ơn em. Đẹp hả? Chắc là nhờ màu son với lại giờ đánh phấn nước đẹp đó bà con. Ồ, Trương Nam Thành, rồi chị cảm ơn em rất là nhiều. Em thấy thời gian chơi nhanh lắm. Bây giờ chúng ta nó đã 8 tuổi rồi đó. Nhanh thiệt là nhanh, em thấy không? Chị mong sớm được gặp lại em nha. Trương Nam Thành ơi, Duy Tôn. Duy Tôn đang xem. Chào anh Duy. Vâng, anh đang ở đây nha, có em bảo kê anh yên tâm nha. Trần Tiến, Thảo Nhi. Mỹ Anh Quách, Hoàng Thị, đông đông biết sao, là do nhà nào cũng nhiều em bé nè, rất là vui. Ok, thôi bây giờ thì ốc sẽ ăn tiệc với mọi người đây, để còn cho mấy bạn nhỏ chơi thì vì bận làm bóng bóng nữa. Rồi đợi gia đình nội qua với một vài người bạn thân của ốc nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người và cảm ơn những lời chúc mà cả nhà mình đã dành cho cô Cao nha. Đây, đây ông lùn ca cao nè, ca cao với Nhi nè, ca cao cười cái coi, đừng bao giờ nhìn cô La nè, cô La nè, cô La ơi, cô La, cô ca lấy bàn, cảm ơn các bạn, đâu cảm ơn các cô chú, cảm ơn các chú con, chúc mừng sinh nhật con, cảm ơn các bạn nha. Ok. Bye bye mọi người nha. Ông chơi cùng với gia đình của mình. Đấy nha chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Không có khó quá. À quên, nãy giờ là mọi người chưa thấy bà chia đùa đúng không? Đó. Xoay như trong trống. Lo từ trên xuống dưới mà. Ok, có bỏ được. Ok, có bỏ được.